Xin chào mừng các bác quay trở lại với kênh Báo Hùng Audio. Clip hôm nay em giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc âm ly Akufei E370. Đây là một âm ly thế hệ mới của hãng Akufei và thứ hai xếp thứ hai trong series đầu 3. Thì đầu tiên là 380, rồi tiếp ngay kề sau là 370. Và 370 thì nó là một trong những chiếc âm ly có một những cái thiết kế mới, và có hiện tại chiếc máy về báo hùng audio thì là một chiếc máy đẹp xuất sắc, đã được bên báo hùng audio tuyển chọn kỹ càng, rất đẹp như mới. Và đương nhiên là cũng kèm theo đầy đủ phụ kiện gồm có điều khiển và dây nguồn. Chiếc âm ly này thì có cái mức công suất là 200W ở 8 ohm và có thể ghép được loa từ 4 đến 16 ohm. Với những cái sản phẩm demo siêu lướt như thế này ấy, thì bên em luôn chọn những cái sản phẩm tuyệt đẹp. Em sẽ quay chi tiết cận cảnh đó, và quay rất chậm để chúng ta cùng xem nhé. Nói chung là bên em đã tuyển chọn rất là kỹ càng rồi. Đây là cái phiên bản thu nhỏ của E470. Đó. Với những chất âm thì có sự tương đồng và về phần công suất thì nhỏ hơn một chút. Với cái mức trở kháng 4 ohm ấy, nếu như chúng ta chơi loa 4 ohm ấy, thì có thể chơi được cặp loa có công suất là 300W. Đó. Còn nếu như chơi loa 8 ohm thì loa 200W là chơi vừa vặn. Tuy nhiên thì những cái cặp loa thường sẽ có những công suất danh định từ ví dụ như là thường là từ mức từ 50 đến khoảng 250, thì những cái chiếc âm ly mà có công suất từ 200 đến 300W như này thì ghép thoải mái và vô tư luôn. Đó. Nói chung là về chiếc máy ấy, thì không cần giới thiệu quá nhiều bởi vì đây là một chiếc máy phổ thông. Những chiếc âm ly Akufei ấy, thì nó là những cái dòng phổ thông, quá là phổ thông rồi. Đó, chính vì vậy thì em cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Và cái quan trọng ấy, để chúng ta xem ấy là những chiếc máy nó có đẹp hay không, đúng không ạ? Và đương nhiên là những sản phẩm bên em bao đẹp bao zin cho anh em ấy thì là đều là những sản phẩm đẹp và chuẩn chỉ. Đơn giản từ những cái rắc cái thôi là chúng ta đã thấy cái sự mới mẻ của nó rồi. Rồi và chiếc âm ly này ấy thì bên em bán cho anh em với mức giá giao lưu với các bác với mức giá là 85 triệu đồng ạ. 85 triệu đồng thưa các bác. 85 triệu đồng. Kèm theo đầy đủ phụ kiện để chúng ta chơi luôn. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Em đã kết nối sẵn dây jack vào rồi để chúng ta sẽ nghe thử luôn một vài cái bài nhạc. Và chiếc máy này hàng tuyển chọn đẹp như này thì bên em giao lưu mức giá là 85 triệu thưa các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì rất mong được các bác ủng hộ Ba Hồng Audio. Hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 263 263. Và giá 85 triệu em bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Đường sang nhà em.
xa nhau là từ đây xa nhau. Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau, để bây giờ hai đứa đành xa nhau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu em phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước đông đầy trong tay. Anh ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Anh vô tư hay là anh còn nhớ là xa xôi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi, làm sao ngăn được ước người ở lại chung hương đời. Tình mình không thành chia phôi, mắt lê buồn không mặn mờ. Anh đến thăm em mùa
vui bên biển, nụ hoa muôn biển rung rinh chào sóng vô về, chào em chào em, làn gió mát ru chiền sóng hát ca, hai âu tung trời đùa ca bướm theo thuyền về, anh kể chuyện tình về biển em. Và không ai gọi biển như bây giờ, có chàng trai tên biển cùng yêu thương cô muốn chân tình, biển mãi về bơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển trôi xa, muốn âu sầu hoa buồn tím tím, mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển từng vọng về, mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển từng vọng về. qua ngõ nhà em, chân bước ngập ngừng đầy vơi nỗi niềm thương cảm mai đó. Người ơi, tóc thề buôn xóa vai mềm, em vốn dòng xa giáo ngoan, anh vẫn đi về qua ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi em gái một điều, e trôi bỏ tình khổ đau nhiều. Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường, dáng em gầy mỏng manh như lá cỏ, mái tóc huyền óng ả thật dễ thương. Tôi thẫn thờ ngủ ngơ bên hiên vắng, cứ đứng chờ những nắng hạn chờ mưa, và đêm về ngơ ngẩn thức làm thơ, trang giấy trắng hành tình tối mộng mơ. Tại khờ cuối cùng mơ hồ,
trên đồng khóc vây mối tình cho không. Làm sao